À, tất cả cô chú anh chị mình đang xem video của vườn Lan Sĩ nha anh chị em ha. Thì hôm nay cũng một buổi tối thì em giới thiệu anh chị em mình một cái hũ phân. Mà cái dòng phân này là phân super canxi nha anh chị em ha. Anh chị em mình đã từng xem cái video mà em làm cái cây Mogara mình nó ra rễ rất là nhiều đó anh chị ha. Thì anh chị em mình cũng tham khảo những cái video trước thì em đã làm trên cái cây Mogara. Và đặc biệt cây trâu ngọc điểm á em cũng đã từng làm rồi anh chị em ha. Thì cái super canxi này nè là một cái dòng phân canxi nitrat nè anh chị ha, mà theo phối theo công thức của thầy Tám thì nguyên liệu nó là toàn bộ là nguyên liệu nhập khẩu nha cả nhà ha. Thì anh chị em mình á, để em giới thiệu về cái công dụng của thằng super canxi này. Thì super canxi này là nó phát triển mạnh nhất về bộ rễ đó, nó có thể là làm cho cái bộ rễ mình nó mập lên để nó ăn được nhiều phân anh chị ha. Và thứ hai nữa là nó giúp cho cái rễ mình nó chẻ ra được nhiều nhánh hơn. Và một điều quan trọng nữa là nó có thể giúp cho cái cây lan của mình tiêu thụ được đạm một cách mạnh mẽ nhất anh chị ha. Cái vấn đề mà nó tiêu thụ đạm mạnh á là có nghĩa là mùa mưa này nè, hoặc là những cái lúc mà trời mà nó thiếu ánh sáng á thì cây lan của mình nó quang hợp kém thì nó không thể tiêu thụ được đạm, thì có thể dùng thằng super canxi này. Và có những trường hợp như là anh chị em mình trời mưa á mà anh chị mình nghĩ là cái cây lan mình nó ăn đạm nhiều quá nó sẽ bị thối nhũng, thì mình vẫn phun ca cái thằng canxi này để mình cho nó ăn được hết đạm và nó không có bị dư đạm anh chị em, tiêu thụ được đạm đó. Thì thằng super canxi này nó sẽ làm được cái chuyện như vậy. Thì trong đây thì thầy có ghi rõ là phát triển rễ nè, mập nè, hạ phèn anh chị em ha, diệt rong rêu đó. Thí dụ như những cái nước, cái nguồn nước của mình á mà nó có độ pH á nó bị thấp á anh chị ha, thì nó hay có bị rong nó bám vào rễ á, thì thằng super canxi này nó có thể làm cho tuột rong nó ra đó, để giúp cái cây tiêu thụ được đạm đây nè anh chị ha. Có thầy có ghi rõ hết á. Thì anh chị em mình tham khảo thì biết cái sản phẩm này ở trên thị trường rất là nhiều rồi, thì nay bên em cũng có cung cấp luôn nha cả nhà ha. Hiện tại bên vườn Lan Sĩ cũng có cung cấp luôn, và sắp tới em sẽ đưa nó lên website của em luôn là vườnlansi.com nha cả nhà ha. Thì anh chị em mình có thể tham khảo trên website hoặc là bên Shopee cũng được, Shopee cũng là vườn Lan Sĩ luôn nha anh chị ha. Thì có giá cả trên đó hết, anh chị em mình tham khảo nha. Thì cái sản phẩm này thì hiện tại em đang bán online rồi bán cửa hàng luôn, nên cả nhà mình cứ có nhu cầu thì cứ đến cửa hàng của em cũng được, anh chị em ở gần á đến cửa hàng em ở quốc lộ 60 nha anh chị ha, khu 7 thì đến Mỏ Cày Nam Bến Tre đó. Thì anh chị em mình có liên hệ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0939 231 2398 đó, vườn Lan Minh Thắng nha anh chị ha. Thì cái liều dùng của thằng này thì là 1 gram cho 1 lít nước mình phun một tuần một lần nha cả nhà ha, để giúp cho cây nó phát triển rất là tốt luôn đó. Nhưng mà nó có một cái lưu ý nữa là thằng super canxi này nè nó không có pha chung với super manhê được nha anh chị em ha, cho nên anh chị em mình lưu ý nó sẽ kết tủa với nhau đó. Thì cả nhà mình tham khảo một số tài liệu trên thay anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video anh chị em ơi, anh chị em mình thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ giúp vườn Lan Sĩ anh chị ha. Và sắp tới anh sẽ lên những cái dòng phân mà để chăm sóc phong lan mà hiệu quả nha anh chị ha. Đó, anh chị em mình cứ đăng ký kênh rồi em sẽ giới thiệu anh chị em mình một số dòng phân bón để mình chăm sóc phát triển cây lan mình nó tốt nhất anh chị ha. Đó, thì đây là những cái kỹ thuật cho những anh chị em nào mới chơi thôi nha anh chị em ha. Còn những anh chị em mà chơi lâu năm thì em không có dám nha anh chị ha, tại vì em cũng là một thành viên mới anh chị em ha. Rồi cảm ơn cả nhà đã đến với kênh vườn Lan Sĩ, anh chị em mình nhớ là đăng ký kênh giúp em nha anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà.